Tình bạn thật cảm lạnh. Thanh niên có màn tặng quà cưới bạn thân đẳng cấp VIP Pro với vàng nguyên cây nặng trĩu khiến cộng đồng mạng trầm trồ. Chúng ta chẳng còn xa lạ gì với những pha tặng quà cưới đi vào lòng đất của hội bạn thân chất lượng khiến cô dâu chú rể tức cái lồng ngực. Thì mới đây, bạn nhà người ta làm dân tình nhìn vào cũng chỉ dám ước ao. Từng tuyên bố dõng dạc rằng mình có cả rừng vàng, nên bạn cứ yên tâm mà cưới chồng, thậm chí cưới luôn 10 anh cũng được. Thanh niên đây đúng kiểu nói là làm, có cơ hội chứng minh cho bạn mình về chữ tín. Trong ngày cưới của cô gái ấy, thanh niên này đã cầm một sợi dây chuyền 9 số 4 vàng chóe nhập khẩu nguyên cân để trao cho bạn thân. Giây phút đeo vàng cho bạn mà cứ thấy tội tội cho cô dâu thế nào ấy. Sợi dây thì vừa to, vừa nặng, cô dâu đeo cứ phải gọi là nặng cả cổ. Thế nhưng khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Sợi dây này được thanh niên order Shopee, hiện vẫn còn nguyên đai nguyên kiện cho đến lúc trao quà cho cô dâu mới unbox. Nước đi này đúng là chưa có ai nghĩ ra. Cộng đồng mạng xem xong kiểu tưởng là vàng thật cho tới khi thấy cái bọc. Thôi thì của ít lòng nhiều, đến chung vui trong ngày hạnh phúc của bạn là được rồi. Có ông bạn thân thế này thì tình cảm cứ phải gọi là mãi bền, mãi keo anh em nhỉ. Bạn nghĩ sao về màn tặng quà cưới bạn thân của thanh niên trên? Comment ngay cho TV Chen được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.